Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xe Nhà Online, kênh những chính chủ thông qua trung gian. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà rất là lớn luôn, nằm ngay ở quận 8 nha. Thì ở bên góc trái màn hình em có để số điện thoại của chủ nhà, mọi người có liên hệ trực tiếp nha. Hiện tại thì em đang đứng ngay cái chỗ này là hẻm số 277 đường Bình Đông ở quận 8. Bây giờ em sẽ quay hướng dẫn đường vào cho mọi người, sau em sẽ quay hết toàn bộ bên trong nhà và ở clip em quay thêm một vòng tiện ích xung quanh cho mọi người xem nha. Thì bây giờ mình sẽ quay hướng dẫn đường vào cho mọi người nha. Thì như mọi người thấy là hẻm 277 rất là rộng luôn nha mọi người. Đó là chúng ta cứ đi thẳng một đường luôn là sẽ tới ngay cái nhà. Mọi người giúp giùm em á là ở giữa màn hình, mọi người đã thấy cái nút like nó sáng chưa? Nếu xưa mọi người click vào để ủng hộ cho video được phát triển nha, các bạn là miễn phí ạ. Thì sau khi chúng ta chạy đâu đó tầm khoảng chừng 70-80 mét á, chúng ta nhìn ở bên phía tay phải nha, cái nhà màu xanh xanh này nè là cái nhà mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người. Và đây là cái nhà mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người nè. Thì nhà mình á có cái địa chỉ á là 45K hẻm 277 ở đường Bình Đông, khu phố 2 ở quận 8 nha mọi người. Thì nhà mình có góc hai mặt tiền hẻm, cái mặt tiền bên hông á, đó đây đây cái mặt tiền chính nè. Còn đây là cái mặt tiền bên hông nè, cái mặt tiền này dẫn thẳng ra ngay đường Bình Đông quận 8 luôn. Thì bây giờ á là em sẽ đi vô bên trong, em quay cái khu vực bên trong cho mọi người xem. Thì nhà mình có diện tích bề ngang là 4, bề dài là 14 mét hơn, diện tích đất là 56 mét vuông, kết cấu là một lầu, nhà ở hướng chính nam và giá đang kêu là 4.8 nha. Và ở góc bên trái màn hình em có để số điện thoại của chủ nhà đó, mọi người cứ liên hệ trực tiếp nha. Thì đây là cái khu vực sân ở đằng trước, khu vực này là chủ nhà đang dùng làm chỗ trồng cây và chỗ để xe đó, và bột rửa chén luôn nha mọi người. Đó, nhà này là nhà chính chủ, là không có qua đầu tư gì hết luôn nha. Ở bên góc bên trái màn hình em để số điện thoại chủ của mình xem luôn. Thì đây là cái khu vực ở bên trong nhà đó, đây là khu phòng khách nha mọi người, đó rất là rộng luôn nha mọi người. Ở tiếp theo á là ở đằng sau, đây là cái khu vực ở phòng ngủ, đây đây là khu vực mà không, đây là khu vực mà anh chị đang dùng là chỗ làm, là chỗ chứa hàng á đó, tại anh chị buôn bán mà đó. Rồi tiếp theo là em sẽ đi tới cái khu vực ở đây, là khu vực dưới bếp, đây là khu vực ở dưới bếp nha mọi người. Thì do nhà chúng ta là có góc hai mặt tiền cho nên ở đây á là chúng ta có thể trổ được một cái cửa nè, đó cửa bên hông nè mọi người, cửa thang máy nha. Đó, ở đây là để được tủ lạnh, bếp, bồn lavabo nữa mà. Và tiếp theo ở cuối nhà là khu vực nhà vệ sinh nha, đây khu vực vệ sinh. Rồi bây giờ mình cùng ngó sơ một vòng nha mọi người trước khi em đi lên lầu 1. Đó, phòng chứa đồ, phòng khách và ở phía bên ngoài. Rồi bây giờ em sẽ đi lên trên khu vực lầu 1, em quay cho mọi người xem nha mọi người. Tiếp theo đây là khu vực ở trên lầu 1 nè mọi người. Đó thì vừa mới vô là bên phía tay trái chúng ta, cái chỗ này là như là cái chỗ dùng để rửa chân hoặc tắm rửa nè. Đó là một cái cửa màn che lại. Rồi tiếp theo ở đây là anh chị đang dùng làm cái chỗ mà để đồ đạc quần áo, đó chỗ ủi đồ. Phía bên hông chúng ta có một cái ban công nè mọi người, đây phía bên hông chúng ta có một ban công là anh chị dùng làm chỗ phơi đồ nha. Đây và ở đây là tiện luôn trồng cây nha. Đó đây là cái view ngay phía bên hông nhà chúng ta nè, rất là rộng rãi luôn nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ đi vô tiếp khu vực bên trong, em quay tiếp khu vực bên trong cho mọi người xem. Tiếp theo ở đây là cái khu vực phòng ngủ nè mọi người, đó đây là khu phòng ngủ nha. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp qua khu còn lại. Thì do nhà bên hông người thấy không, là chúng ta trổ cửa sổ bên hông thoải mái luôn nha. Rồi tiếp theo ở đây là cũng là một phòng ngủ luôn nha mọi người, hay là dạng như phòng sinh hoạt cũng được, mà ở phòng học cho con cái cũng được nha. Rồi ở đây là cái ban công ở phía trước nhà chúng ta nè, anh chị chủ nhà đang dùng cái chỗ này làm chỗ trồng cây đó. Rồi bây giờ em sẽ quay một vòng tiện ích xung quanh cho mọi người cùng xem nha. Thì vừa rồi chúng ta đã coi hết một vòng bên trong căn nhà rồi nha, em sẽ chạy từ một vòng em quay tiện ích xung quanh cho mọi người cùng xem. Thì như mọi người thấy đây là đường Bình Đông, là nó khác xa với nhiều năm trước là nó đã được mở rộng ra, và hiện tại thì nó đang được mở rộng thêm nha mọi người, là view ngay cái phía bờ sông luôn nè. Chạy lên thêm tầm khoảng chừng 50 mét đó là phía bên tay phải chúng ta nè, đó là cái khu này là kinh doanh rất nhiều ngành nghề khác nhau nha, từ tiệm vàng cho tới quán cà phê hay là quán ăn, cái gì cũng có nha mọi người. Và đi thêm tầm khoảng chừng 20 mét nữa đó, đó thì ở bên phía tay phải chúng ta có một cái tạp hóa rất là lớn, và ở đây á là có thêm một cái khu chợ tự phát nè mọi người, là hoạt động lúc buổi sáng nha. Đó rồi là kế bên luôn là sẽ có thêm một cái trường trung học cơ sở Võ Văn Viện nha mọi người, là cách nhà chúng ta đâu đó là tầm khoảng dần là 200 mét đổ lại thôi đó, ở ngay địa chỉ 529 đường Bình Bông thôi. Thì chắc video này sẽ kết thúc ở đây, nếu như mọi người cảm thấy video này có ích thì em xin một like, một share và một subscribe để có động lực review thêm nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau.